Viêm da cơ địa bệnh tưởng nhẹ nhưng dễ khiến trẻ nhiễm trùng. Số bệnh nhi khám viêm da cơ địa tại bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh hiện tăng 20% so với tháng trước. Nhiều trẻ do đến bệnh viện quá muộn đã bị bội nhiễm. Bé gái 8 tháng tuổi đến bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh khám trong tình trạng da mạc và tay chân phù nề, chảy dịch, nóng, vảy ngứa. Mẹ cho biết từ lúc bé 3 tháng tuổi, hai bên má nổi những mảng đỏ, sau đó lan ra tay chân, da khô sần, ngứa ngáy nên bé hay cào gãi. Gia đình nghĩ là bệnh ngoài da đơn giản, lại đang lúc dịch bệnh, sợ lây nhiễm nên tự mua thuốc cho bé uống. Gần đây tình trạng ngứa ngáy ngày càng nặng, bé quấy khóc, ăn ngủ kém. Bác sĩ Võ Thị Đoan Phượng, trưởng khoa Lâm sàng 1 bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bé bị viêm da cơ địa bội nhiễm, là một trong nhiều trẻ mắc bệnh này đến bệnh viện khám gần đây. Các bé được điều trị bằng kháng sinh và thuốc bôi khoảng 1 tuần, thường đáp ứng tốt, giảm viêm, giảm rỉ dịch, không còn tróc vẫy, da được tái tạo tốt. Theo bác sĩ Phượng, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 75 bệnh nhi viêm da cơ địa, tăng khoảng 20% so với tháng trước. Nhiều trẻ diễn biến phức tạp bị bội nhiễm, tức là tình trạng tổn thương da nặng, lâu lành và thậm chí để lại sẹo do vi khuẩn, virus hoặc là vi nấm tấn công. Một số trẻ phải nhập viện điều trị, như một bé trai 4 tháng tuổi ngụ tại quận 12. Sau vài tuần được bôi thuốc điều trị tại nhà, da mặt, tay chân, thân mình xuất hiện nhiều sẩn đỏ, nhiều chỗ rỉ dịch. Bé ngứa ngáy, quấy khóc, ngủ kém, sút cân, đi khám bác sĩ chỉ định nhập viện. Viêm da cơ địa là một trong những bệnh lý ngoài da thường gặp ở trẻ em. Hàng năm, Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận khoảng 63.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh lý viêm da cơ địa, đứng đầu trong các bệnh lý về da tại đây. Viêm da cơ địa ở trẻ nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiễm trùng, lở loét da, để lại các vết thâm sẹo vĩnh viễn, ảnh hưởng đến thẩm mỹ sau này. Biểu hiện của viêm da cơ địa là những mụn nước mọc thành chùm nằm trên nền hồng ban và rất ngứa, làm trẻ khó chịu, quấy khóc. Tùy vào độ tuổi, bệnh sẽ có những biểu hiện vị trí tổn thương khác nhau. Ở trẻ sơ sinh, thương tổn da thường gặp là những mụn nước trên vùng má, vùng trán, vùng mặt, nếu nặng hơn có thể lan xuống khắp mình thân người. Ở trẻ lớn hơn, thương tổn thường gặp ở cổ tay, cổ chân, bàn tay, bàn chân, nếp khuỷu tay, chân và bé rất ngứa. Một số trẻ khi lớn sẽ hết bệnh nhưng cũng có trường hợp phải sống chung với bệnh cả đời. Theo bác sĩ Phượng, ngứa là triệu chứng nổi bật của viêm da cơ địa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, làm trẻ bị rối loạn giấc ngủ, biếng ăn, qua đó ảnh hưởng xấu đến sự phát triển và tăng trưởng. Ngứa nhiều sẽ kích thích trẻ cào gãi, khiến da chảy xước, chảy máu, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, gây viêm da cơ địa bội nhiễm. Những trường hợp bị da nhiễm trùng nặng, trẻ có thể lở loét, chảy mủ hôi hoặc thậm chí là biến chứng nhiễm trùng máu rất nguy hiểm, bác sĩ chia sẻ. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh ngay khi nhận thấy dấu hiệu bé bị viêm da cơ địa nên đi khám ngay chuyên khoa da liễu để được điều trị theo phác đồ phù hợp, ngăn diễn tiến nặng, tránh được những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra do tự điều trị. Chăm sóc da hàng ngày đúng cách, tránh để trẻ cào gãi lên da, không dùng các sản phẩm chăm sóc da có nhiều bọt, chứa các thành phần hóa chất vì có thể gây kích ứng da của bé, không tự ý mua thuốc bôi hoặc là lạm dụng lá dần dần để tắm cho trẻ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.